Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung bài viết Cát Linh Hà Đông, Cục sắt 900 triệu đô cho 13 km Tác giả Phạm Minh Vũ Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Từ Tokyo đến Osaka, những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước Người Nhật Bản đã di chuyển đoạn đường 500 km ấy chỉ trong khoảng thời gian 4 tiếng. Nhưng nay chỉ mất 2 tiếng 25 phút trên đường sắt cao tốc Shinkansen, nhưng nó vẫn được xem là lỗi thời. Những năm 80, không chỉ gói gọn là một quốc gia mà cả châu Âu, các quốc gia không chỉ xây dựng đường sắt trong lãnh thổ của mình, mà đã liên kết với nhau bằng mạng lưới cao tốc cực kỳ hiện đại và đương nhiên ngày nay nó vẫn xem là lỗi thời vì hôm nay công nghệ phát triển như vũ bão sự tiện ích và tiêu chuẩn được con người nâng lên mức độ phù hợp với chuẩn mực nhất định xu thế hôm nay làm sao tiết kiệm không gian lại đảm bảo an toàn ít tốn nhân lực lại càng thẩm mỹ nữa bởi vậy công nghệ tàu điện tự động hóa Kể cả ít sử dụng con người trong cả việc không người lái cho đến hôm nay thì con người đã làm được. Trong khi những hệ thống đường sắt tân tiến nhất thế giới ở Đức, ở Nhật, ngày càng ra phiên bản hiện đại, nội thất theo tiêu chuẩn năm sao mà vẫn bị chê lên chê xuống. Thế mà hôm nay người ta lại tự hào vì cái cục sắt 900 triệu đô cho 13 km đường, tương đương 69 triệu đô trên 1 km, xây hơn chục năm nó lại sử dụng tới 55 tài xế. Gần 700 người cho đoạn đường chỉ 13 km, tức là 52 người phục vụ 1 km. Cứ cách 20 m lại có một người gác đoạn đường ô nhục này. Sự ô nhục nó cứ sừng sững giữa thủ đô ngàn năm văn hiến, ngạo nghễ vì vĩ đại. Nó uốn éo, lượn quanh thủ đô. Nó lạc hậu như thủa sơ khai của người ta cách đây cả thế kỷ. Vậy mà lãnh đạo Việt Nam lại tự hào vì đã sở hữu công nghệ của tàu như vậy. Không những tự hào mà xem đó là công trình thế kỷ, gắn cho nó cái mác đạt chuẩn châu Âu để bắt dân lên ngồi như chơi trò chơi cực mạo hiểm. trò chơi này nó thực sự tàn bạo. khi những con mắt kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt cao tốc đã cảnh báo nó không thể chạy được, do có quá nhiều lỗi không an toàn khả năng nó sẽ nhào xuống đường chạy cùng với xe máy cũng rất cao. Nhưng Bộ Giao thông Vận tải vẫn ngạo nghễ về nó và tìm mọi cách cho nó được chạy. Phớt lờ cảnh báo, còn ngoa miệng cho rằng Cát Linh Hà Đông đạt chuẩn châu Âu. Nhưng tôi nghĩ, nó đạt tiêu chuẩn cộng sản thì đúng hơn, chứ châu Âu nào mà có loại tàu đến nhìn thôi cũng phát khiếp như thế. Kính thưa quý vị! vừa rồi là nội dung bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ với tựa đề Cát linh Hà Đông cục sắt 900 triệu đô cho 13 km đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau